Như vậy là cái việc đủ động xung đây nó không phải là quyết định cái điện áp đầu ra, mà nó còn phụ thuộc vào cả cái dòng tải nữa. Do vậy sẽ cần phải có một cái khối giám sát điện áp đầu ra để đưa về điều chỉnh cái đủ động xung nó mà như chúng ta vừa khảo sát. Xin chào các anh em đã quay trở lại với Bách Khoa Điện Tử. Trong video hôm trước thì chúng ta đã nghiên cứu và tìm hiểu một cái mạch nguồn tăng áp. Và video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về một cái mạch nguồn hạ áp rất là thông dụng. Nhiệm vụ của mạch hạ áp này có chức năng là hạ một cái điện áp một chiều có giá trị điện áp lớn chuyển thành giá trị điện áp một chiều có giá trị nhỏ hơn. Cấu trúc của mạch điện này gồm những cái thành phần chính sau. Thứ nhất là một cái khóa truyền mạch K. Thứ hai là cuộn cảm L. Thứ ba là một con diode truyền mạch nhanh. Thứ tư là cái hệ thống tụ lọc ở đầu ra, tụ lọc nguồn C. Thì các bạn có thể nhìn thấy trong bo mạch này, các thành phần chính đấy nó cũng sẽ tương ứng. Đây là khóa truyền mạch K được tích hợp ở trong một con IC. Đây là con diode, đây là diode đây, đây là con diode này. Đây là cuộn cảm N đây. Và cái tụ điện lọc đầu ra chính là cái này. Đó, thì chỉ gồm những cái thành phần cơ bản như vậy thôi. Nhưng cái hiệu suất của mạch nguồn này rất là cao. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu và phân tích nó hoạt động như thế nào nha. Nguyên lý của mạch điện này như sau. Một tụ điện C được mắc nối tiếp với cuộn cảm L. Và nó sẽ được cấp điện thông qua một khóa K. Và cái khóa K này trong thực tế nó được sử dụng với những cái tần số đóng cắt rất là cao, vài chục kHz, tức là đóng cắt vài chục nghìn lần trên một giây. Để có thể phân tích được mạch điện này, chúng ta sẽ xét với hai trường hợp khi khóa K đóng và khi khóa K mở. Bình thường khi mà cái mạch điện nó được hở ra, tất cả những thành phần này đều không có điện, chúng ta sẽ thấy là tụ điện này có điện áp tại đây là 0V. Tụ điện là một thành phần linh kiện có cái đặc tính là không cho cái điện áp biến thiên đột ngột. Còn với cuộn cảm thì nó có đặc tính là không cho cái dòng điện đi qua nó biến thiên đột ngột. Chính vì lý do đó thì khi mà tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm như thế này, khóa K đóng lại, tụ điện của chúng ta điện áp không thể nào mà từ không mà chuyển thành bằng cái điện áp nguồn cấp được, mà nó sẽ tăng từ từ. Ok, điện áp đầu ra rơi trên tụ chưa kịp tăng với cả điện áp đầu vào thì cái xung này nó ngắt ra, tức là khóa K này nó hở. Lúc này thì cái cuộn cảm nó có một cái điện áp tự cảm và cái cực tính của nó ở đây là âm và cái cực tính ở đây là dương. Cuộn cảm lúc này đóng vai trò như một nguồn điện và tiếp tục giải phóng năng lượng cấp điện cho tải thông qua con diode D. Khi giá trị năng lượng trên cuộn cảm về không thì cái giá trị điện tích thì cái giá trị điện áp trên tụ mà trước đó đã được lạp bởi khóa K này. Tụ điện lúc này tiếp tục cung cấp năng lượng cho tải cho đến chu kỳ tiếp theo khi khóa K đóng và điện áp lại dâng lên. Các bạn sẽ thấy này, khi khóa K đóng này, tụ điện thì được lạp qua thông qua cuộn cảm này, điện áp tăng dần lên này. Đó. Đi về mát nhé, dòng điện sẽ chảy từ dương qua tụ điện với tải đi về mát này. Khi mà ngắt nhé, điện áp tại cực đầu vào của cuộn cảm này nó sẽ quay âm. Cuộn cảm lúc này đóng vai trò như một nguồn điện bắt đầu tiếp tục cung cấp năng lượng cho tải. Thông qua con diode này, cực này cực dương của cực âm và chu trình lại được lặp lại. Cái quá trình mà tụ được nạp điện khi mà khóa K đóng cũng như quá trình tụ nó xả điện khi mà khóa K này nó ngắt tùy thuộc vào cái độ động xung ở đây, dẫn đến là cái điện áp này ở đầu ra sẽ được duy trì, dĩ nhiên là nó sẽ phải nhỏ hơn điện áp đầu vào. Nhìn tổng quát thì một mạch điện hạ áp PUC có rất ít linh kiện, tuy nhiên thì trong thực tế nó sẽ phức tạp hơn một chút. Ở đây, vì cái cuộn cảm này được cấp điện từ đằng trước nó, tức là từ nguồn đầu vào, mà không phải là do dập xuống mát như mạch bút. Do vậy thì cái khóa truyền mạch này sẽ thường là transistor thuận hoặc là MOSFET kênh P. Đây là một cái mạch điện thực tế mà mình đã lắp ráp để cho các bạn xem cái điện áp ở đầu ra so với cái điện áp đầu vào nó được hạ áp ra sao với những linh kiện thực tế nhé. Cái khóa K truyền mạch sử dụng của con transistor thuận tip 42 để điều khiển được cái con transistor thuận này, nó dẫn từ E sang C thì cần phải sử dụng một con transistor nghịch S8050 với sơ đồ và cách mắc như thế này. Một diode Schottky là một diode truyền mạch nhanh, một L5822 và một cuộn cảm 1mH, tụ C các bạn có thể lấy 470 mA. Mình sẽ cho vào quan sát bằng máy hiện sóng và các vị trí đo.
thì tương ứng với các màu của tia. Tia xanh là cái điện áp đầu ra, dĩ nhiên là đây là điện áp một chiều rồi, nó là cái điện áp này, để một đường thẳng. Cái tia màu tím ấy là cái xung mà để kích dẫn cái khóa ca này. À, màu tím này là cái xung vuông. Cái xung này mình sẽ lập trình từ một cái máy phát xung. Ở đây là cái duty là độ xung 20%. À, còn cái tia màu vàng ở đây là mình đang đo ngay tại cái đầu vào của cuộn cảm sau cái khóa ca, tức là chân C của con tip 42. À, các bạn nhìn xem với mạch điện này, và mình cấp điện áp khoảng 15V vào đầu vào. Đây là mạch điện thực tế. Đây là tip 42, đây là con S8050 này. À, đây cuộn cảm này, con diode này. Trụ điện đầu ra. À, và lắp mạch điện sơ đồ nguyên lý như thế này, các bạn sẽ kết nối với nó trên một cái bát test như thế này. Các điểm đo thì mình đã ghi chú hết rồi, vàng, xanh, tím, tương ứng với cả các xung trên máy hiện sóng ở đây. Khi mà mình cấp nguồn vào ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái đầu vào đây mình cấp vào trên E 15V này. Đó. Cái cuộn cảm này sẽ được cấp điện thông qua cái con chan này đó với xung kích là cái xung tím này, và tần số là 20 kHz. Ở đây mình sẽ đo cái điện áp đầu vào cho các bạn xem, 12V. Điện áp đầu ra khoảng 4,7V ở đây. Đây điện áp đầu ra, và trên máy hiện sóng nó là cái tia xanh. Đo điện áp đầu ra là RMS 4,7V. Cái xung kích là tia màu tím, đưa vào con S8050 là con kích dẫn ở đây. À, màu tím. Tại trên chân đầu vào cuộn cảm là cái chân này, sẽ có chúng ta có một cái xung tín hiệu là cái xung màu vàng đây. À, nó được cấp qua con chân cho tip 42, chân nó thuận. Và điện áp đầu ra chính là được lưu trữ ở trên con trụ hóa này. Chúng ta sẽ khảo sát cái điện áp đầu ra nó sẽ phụ thuộc như nào với cả cái độ rộng xung để kích dẫn cái con khóa ca chính là con tip 42 này nhá. Cái độ xung ở đây là mình đang lập trình là ở 20%. Các bạn có thể nhìn thấy cái độ xung là cái xung tím này. Đó. Bây giờ mình sẽ tăng cái độ rộng xung lên, và các bạn hãy chú ý xem là cái tia xanh nó có cao hay thấp hơn nhé. Cái tia xanh ấy thì cái giá trị điện áp ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó là khoảng 4,7V. À, bây giờ mình sẽ tăng cái độ rộng xung lên. Mình sẽ điều chỉnh cái độ rộng xung chính là cái độ rộng xung của tia tím. Các bạn xem là cái giá trị điện áp nó tăng lên này. Và cái độ rộng xung đây mình đang 26% này. Cái xung tím này các bạn sẽ thấy nó rộng ra rất là nhiều. Tiếp tục mình tăng lên 33%. Lại cái xung tím nó tăng lên rồi. Điện áp đây đã tăng lên từ 6. Giá trị điện áp đầu vào là mình đang cấp là 12V. Điện áp đầu ra đo được là 6V. Cái điện áp đầu ra này nó sẽ lớn hoặc là giảm phụ thuộc vào cái độ rộng xung để cấp cho con này nó đóng. Khi mà cái con này nó dẫn càng nhiều thì cái điện áp đầu ra nó càng lớn. Tiếp tục mình sẽ tăng lên cho các bạn xem, 43%, 7V. Lập 8%, 8V. Độ rộng xung đây, khi cái độ rộng xung này nó càng chiếm nhiều thì cái giá trị điện áp này càng cao, và các bạn sẽ thấy tia xanh nó cao đi. Đó, mình sẽ giảm và các bạn sẽ xem tia xanh nó sẽ cao giảm như thế nào. Đó. Đó. Các bạn sẽ thấy tia xanh nó thấp dần nhá, cao hoặc tăng lên ấy, phụ thuộc vào cái độ rộng xung. Điện áp bây giờ chỉ còn hơn 3V rồi. À.
Tuy nhiên, với cùng một độ dòng xung, nếu cái giá trị dòng tải nó thay đổi thì cái điện áp ở đầu ra có thay đổi hay không? Thì các bạn sẽ xem là mình đang cấp tải. Ở đây tải đây là một con điện trở, mình đang xả qua nó. Mình sẽ sử dụng một cái tải giả. Và mình sẽ thay đổi cái giá trị tiêu thụ thông qua cái con tải giả này. Tải giả là một cái con điện trở mình có thể giả lập. Đây mình đang nhập vào giả lập là 100 ohm. Cái độ dòng xung mình đang kích dẫn 50%. Điện áp đo được là 3,8V. 3,8V với một độ dòng xung cố định. Khi cấp thêm tải, tức là cái dòng điện tiêu thụ nó sẽ nhiều hơn, thì chúng ta hãy quan sát xem là cái giá trị điện áp này nó có thay đổi hay không nhé. Bật tải lên. Ở đây chưa bật nên là chưa có một cái dòng điện nào ăn vào đây cả. Điện trở đang là 100 ohm. Bây giờ mình sẽ bật. Các bạn sẽ thấy ngay khi mà có thêm một cái dòng tải ăn thêm thì điện áp lập tức sụt xuống chỉ còn 2,7V thôi. Với cùng một giá trị duty là 10% không đổi. Nhưng bây giờ mình sẽ ngắt tải ra. Các bạn sẽ thấy thằng này nó ăn là khoảng 24 mA này. Ngắt tải ra thì lập tức điện áp lại tăng cao hơn. Do vậy thì cái việc mà điều chỉnh độ dòng xung ấy với cái giá trị điện áp ra nó hoàn toàn là không phải là đồng bộ hoặc là cố định, nó phụ thuộc vào dòng tải cũng như là cái giá trị điện dung của tụ. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái tải giả này. Các bạn xem là khi mà cho tăng ăn cái tải ăn nhiều hay ăn ít thì xem cái điện áp này sẽ bị thay đổi không với cái duty là cố định. Đó. Các bạn thấy thay đổi không ạ? Có thay đổi đúng không? Khi mà cho trở nó càng ngày càng giảm này thì đương nhiên là trở giảm thì dòng sẽ qua nó sẽ tăng này. Đấy, mà dòng tăng thì dẫn đến áp đấy nó bị sụt. Để có thể kéo áp được cao hơn thì các bạn sẽ phải điều chỉnh duty này cao hơn. Đó. Đó. Áp tăng hơn đúng không ạ? Đó. Ok, và như vậy thì chúng ta đã biết rằng là cái độ dòng xung mà đóng cắt cho cái khóa K này, nó đóng cắt cấp cho cuộn cảm ấy, để làm tụ ấy, nó cũng không ảnh hưởng hay là cố định cái điện áp đầu ra, mà nó còn phụ thuộc vào cái dòng tải của một cái mạch điện đó. Như vậy là trong thực tế thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Đó là cái khâu hồi tiếp. Người ta sẽ sử dụng một cái mạch so sánh và điều khiển một cái độ dòng xung ở đây, kích vào đây, với một cái hệ thống mạch chia áp đưa vào đầu ra. Như thế này. Đó. Cái này nó sẽ điều chỉnh một cái độ dòng xung đưa vào đây phụ thuộc vào cái điện áp ở đầu ra. Chỗ này gọi là khối hồi tiếp. Và tổng thể một cái mạch điện bao gồm cả cái phần mạch công suất mà chúng ta vừa ráp ở đây cộng với cả một cái khối hồi tiếp như này, nó được tích hợp ở trong những con IC chuyên dụng nha. Những cái này nó đều được tích hợp hết rồi. Các bạn mua những con IC nguồn bục hoặc bút, nó bán sẵn rất là nhiều. Trong đấy nó đã thiết kế tối ưu, và chúng ta chỉ việc đọc data sheet của nó, lựa chọn cuộn cảm, lựa chọn cái tần số đóng cắt, lựa chọn các cái giá trị điện trở phản hồi và đưa vào những cái chân đấy, gọi là chân feedback. Thế là xong. Như vậy thì sau video này mình đã hướng dẫn các anh em nguyên tắc của một cái mạch nguồn bút, nó có chức năng gì, cấu trúc của nó gồm những linh kiện gì, và trong thực tế thì các bạn có thể nhìn thấy ngay. Thứ hai là các bạn có thể xây dựng được một cái mạch công suất cơ bản để đóng cắt những khóa này, và cuối cùng là hiểu rõ hơn là trong thực tế nó được thiết kế đồng bộ ở cái khối hồi tiếp này,
để làm sao duy trì được một cái điện áp đầu ra ổn định theo cái hệ số ổn áp mà chúng ta đã thiết kế. À, như vậy là cái việc đủ động xung đây nó không phải là quyết định cái điện áp đầu ra mà nó còn phụ thuộc vào cả cái dòng tải nữa. Do vậy sẽ cần phải có một cái khối giám sát điện áp đầu ra để đưa về điều chỉnh cái đủ động xung nó mà như chúng ta vừa khảo sát. Hy vọng xem video này thì các anh em sẽ hiểu hơn về các cái linh kiện cũng như là nguyên lý hoạt động ở trong một cái mạch nguồn búc hạ áp nhé. Cách thức mà cái mạch điện này nó hoạt động và hiểu thế nào về cái đủ động xung có ảnh hưởng như thế nào. Nó có phải là yếu tố quyết định hay không hay là còn phụ thuộc vào cả dòng tải. Chúc anh em thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử và hẹn gặp lại các anh em trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.